Các quốc gia châu Phi đánh giá cao vai trò của BRICS với tư cách là tập hợp các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác toàn cầu. Trước hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 khai mạc hôm nay tại Johannesburg, Nam Phi, các nước châu Phi tin tưởng vào cơ hội do BRICS mang lại cho các quốc gia trong khu vực để hưởng lợi từ đầu tư, phát triển và mở ra tiềm năng tăng trưởng của khu vực. Nhóm BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi chiếm khoảng 40% dân số toàn cầu và gần 25% GDP thế giới. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ mở ra cơ hội để BRICS và châu Phi hợp tác vì sự phát triển chung. Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hành Động ADP của Nigeria, ông Yabagi Yusuf Sani cho biết, cơ chế BRICS có thể thúc đẩy tăng trưởng và khả năng tự lực của nền kinh tế thông qua hợp tác thương mại giữa các nước thành viên và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cho đến nay, đại diện từ hơn 40 quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS, trong đó 23 quốc gia đã chính thức đăng ký gia nhập tổ chức này. Hôm qua, Ba Lan đã giới thiệu loại máy bay chiến đấu FA-50 mua của Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết máy bay chiến đấu FA-50 sẽ góp phần hiện đại hóa không quân Ba Lan. Đến nay, hai chiếc FA-50 đã được chuyển đến Ba Lan, với 10 chiếc nữa dự kiến sẽ đến vào cuối năm nay. Hàn Quốc đang dần trở thành nhà buôn vũ khí lớn nhất thế giới. Năm ngoái, nước này đã ký một thỏa thuận vũ khí trị giá 13,7 tỷ đô la Mỹ với Ba Lan. Đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của Seoul. Theo đó, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Ba Lan, một thành viên chủ chốt của NATO, hàng trăm bệ phóng tên lửa Chumo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay chiến đấu F-50. Tại cuộc họp báo diễn ra ở Tehran ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanadi cho biết Quá trình trả tự do cho các tù nhân Mỹ bị giam giữ tại Iran sẽ mất khoảng 2 tháng. Trước đó, trong tháng này, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trong việc trao đổi tù nhân. Theo đó, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran. Cùng với thỏa thuận này, Washington đã đồng ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền 6 tỷ đô la Mỹ của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc bị cấm vận trước đó. Các tài sản của Iran bị đóng băng ở Hàn Quốc được chuyển đến ngân hàng trung ương Thụy Sĩ vào tuần trước để trao đổi và chuyển sang Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm thành phố Lahaina trên đảo Maui gần 2 tuần sau vụ cháy rừng là 114 người chết để chia sẻ mất mát với các nạn nhân và bàn giải pháp khắc phục hậu quả. Các vụ cháy bắt đầu xảy ra từ ngày 8 tháng 8 trên đảo Maui, hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Hawaii với dân số 100.000 người. Lahaina từng là thủ phủ của Hawaii vào đầu thế kỷ thứ 19 và là nơi sinh sống của khoảng 12.000 cư dân. Thống đốc Hawaii Josh Green cho biết, đến nay lực lượng cứu hộ đã giả soát được 85% khu vực bị ảnh hưởng. Số người chết được xác nhận là 114 người với hơn 1.000 người mất tích. Thiệt hại kinh tế tại Maui ước tính lên đến gần 6 tỷ đô la Mỹ và hơn 2.200 tòa nhà bị phá hủy và 500 tòa nhà khác bị hư hại. Nhiệt độ cao kéo dài ở các thành phố Roma và Milan của Italia khiến du khách và người dân phải dùng nhiều biện pháp để giảm nhiệt. Đợt nắng nóng này được người dân Italia gọi là Nero theo tên của vị hoàng đế bị cho là đã châm lửa đốt thành Rome gây ra trận đại hỏa hoạn vào năm 64 sau Công nguyên. Đợt nắng nóng khiến nhiệt độ lên đến 38 độ C với độ ẩm cao dự kiến sẽ kéo dài trong ít nhất là 5 ngày liên tiếp ở nhiều vùng. Các nhà dự báo thời tiết của Italia cho biết tình trạng oi bức sẽ giảm bớt vào cuối tuần khi nhiệt độ giảm xuống cùng với sự xuất hiện của rông bão kèm theo gió giật mạnh. Italia là một trong những quốc gia ở khu vực Nam Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ nóng như thiêu đốt dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn và tử vong tăng cao. Cháy rừng đang tiếp tục hoành hành ở khu vực Đông Bắc Hy Lạp trong bối cảnh nước này đang phải trải qua một đợt thời tiết nắng nóng khắc nghiệt mới. Tại thị trấn Lotrot, Phía đông bắc thành phố Alexandropolis, gió mạnh khiến các đám cháy rừng lan nhanh và một số ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển lửa. Cháy rừng vẫn thường xuyên xảy ra ở Hy Lạp trong mùa hè nhưng đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây do thời tiết khô nóng bất thường và các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu. Chiều qua theo giờ địa phương, Pháp đã ban bố báo động đỏ, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất đối với bốn tỉnh phía nam. Trong bối cảnh, một số khu vực ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Biện pháp này cho phép chính quyền địa phương hủy các sự kiện và đóng cửa các cơ sở công cộng trong trường hợp cần thiết. Đây là lần đầu tiên trong năm nay và lần thứ sáu từ trước tới nay cơ quan khí tượng Pháp kích hoạt mức cảnh báo này nhằm bảo vệ người dân trước thời tiết khắc nghiệt. Trước đó cũng trong ngày hôm qua mức cảnh báo màu da cam đã được ban bố trên một nửa lãnh thổ của nước Pháp với nền nhiệt duy trì ở mức độ từ 35 đến 38 độ C tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng.